Lý Sơn gì đâu đều hiu. Đảo Bé
rồi. Thành phố ma cũng treo cờ ta. Chắc cũng lâu đời. Đây sớm cổng Cò Giò. Có xe đi xuống dưới được không? Cho hả? Để đây có công phí gì không? Để có cái xe uống nước ngon ổng hỏi em thôi. Để dùi cái xe qua đánh mát cái xe qua. Để đây em để cho. Cho nó mát cái xe ha. Để cho nó mát cái xe chứ tự. Hồi nãy tôi nghe nó mốt cái xe. Anh chị lên ngồi cái xe nó mốt cái tự. Nó mang kiến kiến luôn. Để vừa qua cho nó. Chiều chiều rồi nó mốt. Treo nón ra đi. Xe thì không có sợ mắc. Ở đây là để giữa đường cũng ai lụm đâu. Để giữa đường hả? Nó cổng Cò Giò nè. Bà để trước cho tôi quay phim nè. Bà để trước vô cái bộ dứa nè. Tôi quay phim nè. Ừ. Cái cổng Cò Giò đá núi lửa nên khu thì thấy không? Đây là núi lửa mà. Đây đường xuống cổng Cò Giò nè. Chụp hình không đứng đây chụp đẹp luôn. Đi này xuống nè. Đi xuống dưới á. Cò Giò. Được không? Đây, cổng Cò Giò đây các bạn. Được nắng rồi ta. Được nắng. Cổng Cò Giò.
này là đá đen, đá núi lửa. Đúng như này chụp hình. Rồi lên. Giờ xếp bàn ghế. Con này chưa khô rồi đẻ hả? Nó khô rồi, canh 2, canh 3 rồi. Tươi nó còn rẻ không? Thôi tỏi tươi nó còn rẻ, phai lại là nó nhót lại cái nhót cái nó mất kilo á. Nếu mà phai 400 mấy là phải 10 mấy nắng nữa cả. Trời ơi ghê vậy hả? À. Mà phủ nó to là phai. Nhưng mà mình phai vậy là mình mất kilo đúng không? Dạ. Như nếu mà tỏi củ tỏi to thì mình phai đúng một khốn. Đúng một khốn mình mới để một năm. Dạ. Một tháng rễ được năm. Đúng rồi. Còn phai mà ai làm biếng phai là cái này về có phải phai thêm không? Tỏi hết thôi. Cái này mà nếu mà về phơi chứ. Em mình ăn tươi thì để ăn, còn mình nướng cái đem về cho con thì bỏ cho cái bao. Nhà phải phơi lại nữa. Nhẹ lắm, tỏi này nó nhẹ lắm. Em tỏi này nó mới sướng nè, đất mà đất này là ai hỏi. Nhưng mà tổng cộng là được bao nhiêu ngàn mét vuông? Bao nhiêu? Làm đây một xào rưỡi thôi. Một xào rưỡi là ngàn rưỡi mét vuông đúng không? Nếu mà tỏi được thì mình cũng được 700-800 ký tỉ tươi cơ. Chưa được tấn đâu, chưa. Người ta nói Lý Sơn một năm mấy ngàn tấn đó là nào? Đúng rồi, người ta họ làm nhiều, họ làm quen. Tức là tổng cộng lại là mấy ngàn tấn. Đúng rồi, người ta mà làm quen nhiều là rất là nhiều, tỏi nhiều lắm. Tỏi này thì nói chung là đúng chất lượng nhưng mà nó còn tươi về phải phê lại. Ngon lắm. Mấy tháng mình mới thu hoạch? 4 tháng. 4 tháng là hồng. Nó đúng 4 tháng rồi, nó bây giờ dặn 4 tháng của tỏi vậy mới được vậy đó. Tỏi mình ở đây là năm nay là Lý Sơn mất hết. Ví dụ 3 phần thì mất hết 2 rồi, còn 1 phần thôi. Dạ. Mất là mất diện tích hay sao? Mất diện tích là tỏi đó nó nhỏ nè. À. Còn mấy năm mà tỏi được là củ to như cái bánh ít vậy nè. Là hôm nay tỏi nó vậy nhỏ. Vậy hôm nay sao mà trồng xuống rồi cái tự nhiên nó dòi đó. Nó có cái anh dòi cái nó chết hết. Cái tiền thuốc xịt mình mua mình xịt quá trời luôn mà nó không nghe. Dạ. Còn ai mà trồng sau là mới được dài nè, còn ai trồng trước là mất hết. Ngon quá. Dạ. Con dòi hay là con sâu? Con dòi. Mình nhổ của tỏi này nó có cái con nó rút ở dưới á. Mình mới biết nó. Nãy chỗ khách sạn thấy bà xịt á, xịt thuốc á. Họ xịt mà ở đây nó không sao, còn cái củ mình nó không có rút vô cái củ mình nó bạc cái nhiều cái lớp đó nó không có sao hết. Mà nó trị bệnh dịch là rất là hay. Tỏi đó. Gì cũng có sâu ở chỗ Gia Thịnh á, sao hè nó trồng tỏi á trời sao. Đó. Xí cô chú mà đi qua cái đường chùa hang mấy thằng cao đó, đồng đó họ trồng tỏi rất là nhiều lắm. Mênh mông lợi hại lắm. Còn bây giờ ở đây thì lô lao không đốm thôi. Xí anh chị xuống cũng thấy cái đồng tỏi như là nhà trồng được 3 đốm. Ở đây mình trồng con trồng được sổ rưỡi mấy. Sổ rưỡi là 3 đốm. Đốm 500 mét. Đây khách du lịch nhiều ít không? Ít vắng. Vắng hả? Tết giờ chắc mưa bão đâu có khách ra hả? Con mấy cái món hận quan ngay mấy. Có ra, mà ít như lặn lẽo mình không bán. Mưa bão mà tạo đâu có ra được đâu mà khách ra. Bữa nay với nắng ấm nè. Nay nắng ấm hả? Mấy bữa Tết tạo đâu có chạy đâu khách ra. Một bữa mùng 2 hư em rồi ra tạo ra mọc hơi đó. Rồi cứ mất động luôn. Hình như là bữa khách ra là mất động mấy tay hận kia mới vô. Bữa mùng 6 mùng 7 về tạo không chạy mà. Dạ đúng rồi, đó. Bây tôi ở Sài Gòn chứ tôi là mai là thổi nè, thổi sơ sơ rồi là em luôn. Vậy hả? Thổi cũng chắc cũng không đốn kể, thổi cũng hả? Có tàu mà. Thì nó thổi sơ sơ cũng như anh bị cao quét ở trên đó là cái nó thổi một buổi gì đó đó. Tàu ngày nào cũng chạy bình thường mà. Chú mình cứ yên tâm. Không mà ở đây thổi nhiều quá là tàu nó không chạy. Đúng rồi. Ở miền Tây á gió nó thổi cấp 4 là chạy được. Ở đây cấp 4 chạy. Có đâu, ở đây mà mình cấp 6, cấp 7 là tàu không chạy rồi. Cấp 5, cấp 6 thì có. Còn cấp 6, cấp 7 trong đây không có. Ở đi mấy cái hòn, mấy cái đảo ở ngoài miền Tây, sung túc con trời ơi.
Nghe đảo Lý Sơn này cũng nổi tiếng đó, mà ra đây hai chồng tôi hồi trưa kiếm cơm ăn đó thấy bà luôn không có cơm ăn. Quán cơm Đại Hàng mà. Chỗ nào đâu? Bây giờ nó chuyển qua cái đường ngay chỗ cảng này, cô chú chạy xuống miết là có cơm mà. Đi theo đường biển hả? Đi đường biển á. Còn đi cái đường trăm họ cũng bón mà phải không? Đi đường trong có không có quán nữa đó. Giờ không phải giờ khách chưa có. Chuyển về con biển đó còn. Chuyển qua đường con biển quán cơm Đại Hàng rất là ngon mà. Trời ơi, đi tên là Đại Hàng. Cô chú ăn cái gì? Ăn cái gì? Ăn cơm dĩ rồi phải, hồi chưa ăn mì quảng. Nhưng mà nó làm hồi lạnh tanh không có nóng. Dạ thôi, ở đây ăn một phần rơm chả cá cuộn rau sống với bánh tráng mắm rất là ngon. Phần bao nhiêu? Dạ một phần 100 nghìn mà cô chú ăn ít thì mình làm 50. Ăn cơm thôi chứ. Rất là ngon lắm. Có cơm không? Không, con không có cơm. Con bán cái đó hồi nãy các cháu nó cũng ăn, nó kêu dạy con biết rồi. Con chạy ra đây con ăn cái kiếm cơm gì mà ăn, nó kêu ăn ngon quá trời vậy. Ngày chưa đi chạy. Con làm cô chú 50 mà cô chú ăn con. Thôi không ăn, ăn rồi chưa. Hồi nãy thì mấy không có đi ăn mì quảng rồi, mì quảng là lạnh tanh nè. Chiều đi chạy văn biển nè, ra cái đường quán cơm Đại Hàng á. Dạ hả? Đó đậu bé đó mà nữa. Hả? Đậu bé đó. Sọc nó giống nhâm thạch á, nhâm thạch hả, đá đĩa nó khác, đá đĩa cũng nấu lửa nè, chắc cái chùa ở đây quá. Vô không? Vô không?
hình bích quả con này con kia quá trời. Thank you.
đi chơi.